Những người về Việt Nam đợt này chủ yếu là kiều bào từ thành phố Kherson của Ukraine sơ tán sang Nga và được Hội người Việt Nam tại Krasnodar, đoàn công tác của Đại sứ quán hỗ trợ hết sức tận tình. Nhưng tất cả các thành phố khác thì ví dụ đi sang miền Tây để đi lên Lvov và sang bên Ba Lan là con đường dễ nhất và cảm thấy thuận lợi nhất, thì anh em ở thành phố Kherson là không thể đi nổi vì tất cả các thành phố đi được, nhưng riêng thành phố Kherson, một trong những thành phố như anh em tôi ở đấy thì cũng tạm thời nắm bắt và biết được là gần như gọi là cái trọng điểm. Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cho biết hiện ở Kherson còn khoảng 50 người Việt Nam, ngoài ra ở thành phố Mariupol hiện cũng còn một số bà con nhưng chưa liên lạc được. Khó khăn nhất có lẽ là việc thông tin được đến với bà con, bởi vì bà con đa số là toàn ở dưới hầm trú ẩn, nơi có những nơi là không có điện, không có nước, không có sóng điện thoại. Nhiều khi là thông tin không được đến với bà con để mà tập kết ở cái nơi mà người ta sẽ có xe đón về Nga. Đó là tại thành phố Rostov. Khi mà đoàn của đại sứ quán đến nơi thì không gặp được ai cả, đón từng xe, từng chuyến xe từ qua biên giới và tìm lên từng chiếc xe để tìm, nhưng mà không có người Việt Nam. Sau đó thì đã đến có hai trại tị nạn ở đấy, thì bọn mình đã đến tận nơi và tìm xem đến có lẽ là từng giường để tìm xem có bà con mình không, nhưng mà rất tiếc là không có ai cả. Hiện tại, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã để lại số điện thoại ở các cửa khẩu biên phòng. Nếu có người Việt Nam, họ sẽ liên lạc với Đại sứ quán và phòng lãnh sự sẽ cử cán bộ để bảo hộ công dân. Bom rơi, đạn nổ, bà con phải bỏ lại nhà cửa, tài sản mà họ đã gây dựng suốt bao nhiêu năm trên đất Ukraine. Thấu hiểu những khó khăn mất mát vất vả của họ, cộng đồng người Việt tại Nga sẻ chia với bà con bằng tất cả tấm lòng của mình. Đại sứ quán Việt Nam tại Nga dành cho bà con sự quan tâm, trách nhiệm cao nhất, nghĩa tình đồng bào luôn ấm áp, thiêng liêng ở nơi xa Tổ quốc.